Chào các bạn, mời các bạn cùng ngắm hoa súng nở về đêm về mình này. Hiện tại là mình có hai hoa ăn nở về đêm từ là 10 giờ đó các bạn, nở ban đêm rồi ban ngày thì bụp lại đây. Đẹp lắm các bạn ơi, to lắm, bự mà trắng muốt ấy. Một em nè, đây một em nữa nè, đẹp mà các bạn, mình thích lắm. Chứ mình một mình ngoài vườn mình ngắm một mình đây rất là đẹp. Cả vườn im lìm mà chỉ có hai người đẹp là búng lúa thôi. Thôi mình chào các bạn nha, chúc các bạn một đêm thật an lành ha, ngủ ngon, bye.